đây. À quên. Tiền. Gì có 200 vậy? 200 ngàn phải ăn đủ 10 món trong hôm nay. Rồi nếu như thực hiện không thực hiện được với thực hiện được làm sao? Chuyện nhỏ tưởng nó phạt không ăn đồ ngọt hay là cái gì còn ghệ ấy. Còn nếu như mà chị ăn hết thì sao? Chơi gì kỳ vậy? Nhưng á mà Trinh nghe nói rồi, nghe đồn rồi ở cái chợ này đồ ăn gì cũng rẻ hết trơn á. Nhưng mà thật ra thì Trinh nghĩ 200 ngàn mà ăn 10 món thì cũng hơi căng á, nhưng mà nghe nói là rẻ. Mày chưa biết đây đúng không? Em chưa biết. Vậy mày nghĩ là thắng hay là thua? Em có thể thua quá. Ồ, 200 ngàn làm gì ăn được 10 món nha. Thôi, vậy bây giờ ăn được hay không thì cứ thử nha, đi. Xin chào cả nhà. À, chắc là lâu lắm rồi mọi người không có thấy Trinh review những cái ván ăn vặt đúng không? Tại vì lý do thứ nhất là vì đợt dịch diễn ra nên là mình cũng hạn chế ra đường. Thứ hai nữa là Trinh cũng đang trong quá trình giảm cân đó mọi người. Nhưng mà hôm nay là ngày cheat day của Trinh. Thường trong một tuần thì Trinh rất là nôn nóng tới cái ngày cheat day này. Và cái ngày cheat day này nó cũng rất là tốt cho cái việc giảm cân của mình. Tại vì nó giúp mình cái tinh thần của mình nó được dễ chịu hơn á. Và hôm nay Trinh sẽ tự thưởng cho bản thân mình là ăn thả ga luôn. Và Trinh chọn là ở chợ. Một cái chợ này rất là hot ở Sài Gòn mình, đó là chợ Hồ Thị Kỷ nha. Cái chợ này mọi người rất là dễ lộn nha. Chợ này nó có hai chợ, một là chợ hoa, hai là chợ ăn vặt. Thì cái cách mà để phân biệt á thì mọi người cứ thấy là đi vô cái chợ nào mà thấy nhiều hoa thì đó là chợ hoa, còn đi vô cái chợ nào mà thấy nhiều đồ ăn thì đó là chợ đồ ăn của chợ ăn vặt nha. Nhớ nha mọi người, nhớ nha. Ủa gì vậy? Còn bây giờ thì chắc là nãy giờ nói nhiều lắm rồi, bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Mọi người ơi, hiện tại là mưa nên là chị chủ quán rất là dễ thương cho nhóm Trinh vô chú mưa, xong rồi sau đó nhóm Trinh order mấy cái loại nước này. Cái này là Kiều thích nè, nhưng mà Trinh chưa bao giờ thử hết. Cái này một ly bao nhiêu chị? Dạ 20 thôi ạ. 20 ngàn là dâu tầm phải không ạ? Dạ đúng rồi, đây là dâu tầm Đà Lạt luôn. À, dâu tầm Đà Lạt. Và ở đây cũng là fan của Trinh luôn nha cả nhà. Oh wow. Cái này là 20 ngàn nha cả nhà. Ủa, 200 ngàn mà ăn 10 món trong đây chị nhắm ok không chị? Dạ được chứ. Được luôn hả? Trong đây rẻ gì dữ vậy hả? Ồ, vậy là mình tự tin nha cả nhà, mình không có thua chồng này nha. Ok, vô. Chết rồi, chị đi họ ta tặng không mà chị đạt thử thách là tụi mình không có gì đó. Khỏi nói trước rồi đó. Em tính tiền một ly của chị chết. Ê, người ta không tính tiền là không được tính vô tiền của chị nha. Đúng, đúng. Nhưng mà tính món ăn, đúng không chị? Tính món, không. Tính món ăn, tính, món ăn, không tính một món nhưng mà không được tính tiền tại vì chị được phí mà. Đúng, 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 cái đó đúng luật. Cái gì vậy? Không có công bằng. Đây là lần đầu tiên Trinh uống mà Trinh cảm thấy rất là ngon luôn á, nên là anh Kiều là xin chị chủ quán là xin mua cái dâu tầm gì không để lặn gì kiểu. Bây giờ em làm món sữa chua dâu tầm chị. À, nó vậy là món sữa chua dâu tầm cho đúng, cho món chị. Món hot Đà Lạt đúng không chị? Món rất hot Đà Lạt. Ủa nhà chị Minh Phương đó. Nhưng mà chị chưa có vừa ăn hết trơn á. Gặp mình đi quay ở Đà Lạt. Nhà bán gì mà nói. Nhưng mà chị chưa có ăn đó. Hiểu không? Có nghĩa là chị nghe nói món này rồi mà chị chưa có được ăn. Mà thì rất là ngon nha. Ly này chỉ có 20 ngàn thôi, chứ không nghĩ một ly dâu tầm 20 ngàn mà ngon tới vậy á. Thật sự đi là thấy nhiều đồ ăn ngon lắm mọi người ơi. Nếu mà ai chưa biết Hồ Thị Kỷ giống như Trinh mười mấy năm nay lên Sài Gòn mà chưa biết cái chợ này lần nào, chưa bao giờ đi mà cũng không bao giờ nghe nữa. Nên là mọi người nên ghé cái chợ này nha. Trời cho đi hả chị? Trời ơi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Chị biết nó mua về làm gì không? Không, nó làm sữa chua cho em ăn. Sữa chua dâu tầm. Tại vì dâu tầm chị ngon quá. Rồi mà bán không có lợi nhiều cho hoài trời, không tính tiền đi. Là nhà tự làm không có mua lại. Dâu tầm ở đây là dâu tầm ở nhà tự làm, không phải mua lại nha cả nhà nha. Nhưng là nên là không có chơi, nên là rất là chất lượng nha. Nhưng mà ngon lắm, là mai là không có một cái gì gọi là hóa chất đó. Không có hóa chất. Mọi người ơi, đợi hết mưa không biết tới nào luôn á. Mưa rất là lớn luôn á, nên là giờ cũng hơi đói bụng rồi mà nãy giờ cứ uống cầm trừ để ăn. Giờ kế bên có quán nướng nè, máy quay đi theo chị. Mình đi order quán nướng là mình cộng tiền có bao nhiêu. Hồi nãy giờ ở đây là được một món rồi nha. Món này không được tính tiền nha chị. Chị này chị chủ này chị tặng 20 ngàn tặng nha. Tính ghi vô một món, kèo ghi vô nhưng mà không có trừ tiền. Ok, mình đi qua lựa đồ nướng nha cả nhà. Một
Một xiên vậy là bao nhiêu ạ? À? Tại vì á, bữa nay em có cái thử thách 20, là 20 xiên 20, rau bạch tuộc 25, chú heo 25. Chết cha, tại vì nó chỉ cho em có 200 ngàn mà nó bắt em phải ăn 10 món. Thì giờ anh cộng trừ nhân viên em, em nên ăn sao? Đủ 10 món luôn mà 199 rồi phải không? Đờ đủ 10 món mà không được hơn 200 ngàn. Giờ sao? Giờ cái chị bên đây là chị phi cho em luôn rồi đó. Chị bên đây là chị phi cho em rồi đó, anh có phi được cho em cái gì không? Free luôn. Free luôn hả anh? Vậy cho em một cọc cái này, một cái này. Với nhũ dê nướng. Rồi với lại trứng gà, 3 món đi anh. Rồi ok. Rồi anh phi cho em món nào? Em trả tiền nhưng mà phi cái để cho đỡ tốn nè. Rồi vậy phi cái bò đi ha. Ok. Rồi là hai cái là tổng cộng 3 cái là nhiêu tiền anh? Rồi, hai cái này nữa là 40 à. 40. Chinh mua 3 cái nhưng mà anh này anh phi vô Chinh một cái là 40 nha cả nhà. Cộng vô 40 nha Kiều. Mọi người ơi, bình thường á là Chinh rất thích ăn nhũ dê nha. Nhũ dê là Chinh rất là thích ăn. À, nói chung trong đây là Chinh chỉ thích nhũ dê thôi, nhưng mà thấy anh này dễ thương nên mua giùm luôn. Cho ảnh, cho ảnh. Anh phi dành cho mình cay. Bây giờ thử nha, thử coi ngon hay không, review cho mọi người nha. Cay hay cay? Không cay. Cay hay cay? Không cay không. Rồi em cầm luôn. Ừ. Không giấy rồi, em không giấy. Đây. Ngon nha. Nên ăn đây cả nhà. Món này nên ăn nha. Tâm linh đó. Bây giờ mở chân gà nha cả nhà nha. Chân gà này tẩm tẩm gì vậy mà? Dạ. Tốt mà. Cái gì tế quá. Đã tế à? Vậy chân gà chấm nó chấm chao hay là chân gà chấm tương ớt? Tương ớt hả? Chấm chao được á. Chấm với chao đi chị. Chao ngon hơn. Chân gà rút xương luôn. Ngon. Chân gà ngon luôn. Cái vị nó cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon hơn Kiều làm. Ngon mày làm. Ướp đậm đi. Ừ, ướp rất là đậm đà. Cái gì ướp đậm đà? Chân gà. Con thử chân gà chưa? Em thử. Sữa nó ăn xong nó đâu có ăn đâu, nhờ chấm chao vô nữa. Chất quá à. Nhưng mà người ta ướp ngon mày ơi. Lát đi ra hỏi em thích. Chắc trò, chắc tay chỉ. Em lấy ảnh luôn. Wow. Cái nghề người ta ăn mà. Đi, cái đó tao nhanh quá ha. Có ổn chứ. Trời, đúng đắp cháo chuông đi. Ngon quá. Ừ, dưới này mặt mấy ngàn lẻ dữ trời. Mọi người ơi, bò cũng ngon luôn nha. Nói chung này canh này nướng cho Chinh 3 loại nào cũng ngon hết. Cái cách mà ảnh tẩm gia vị đúng ý Chinh thích luôn. Rất là đậm đà, mặn ngọt, cay rõ ràng. Rất ngon nha. Trời ơi, mười mấy năm mà không biết cái chỗ này. Phí phạm cả cuộc đời. Không, thật ra cái này mới hình thành được có 2 năm nay à chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ, hàng kia chị không biết đúng rồi. Mới hình thành được đây à. Trời, rất là ngon cả nhà. Chính thiện ăn ngon hơn bên Thái luôn á. Không biết mọi người có nhớ không là cách đây 2 năm Chinh có review, ủa Chinh có làm một tập review ở chợ Cha Tư Chạp ở Thái Lan á. Thì cũng thử thách dạng giống vậy nè. Nhưng mà thật sự là không có ngon bằng Việt Nam mình đâu. A few moments later. Ủa này bánh gì lạ vậy ta? Bánh khoai bông bóng. À, bánh khoai bông bóng. Bây giờ chị ăn cái bánh trứng cút nha cả nhà. Ủa, bây giờ chị ăn bánh trứng cút nha cả nhà. Bị lộn. Anh ơi, ủa em ơi, cho chị hỏi bạn. Cho chị hỏi, cho em hỏi bán làm sao vậy chị? Dạ. À, một có 20 là sao ạ? 20 là 6 cái thôi. Vậy thì em 6 cái thôi tại vì em đang chơi mini game á chị. Nó chỉ cho em ăn trong 200 ngàn mà phải ăn 10 món. Cho nên là chị cho em cái loại 20 ngàn nha. Dạ. Bánh trứng cút 6 cái 20 ngàn. Tan. Nhìn ngon quá ha. Bánh này chưa bao giờ em ăn luôn á chị. Ở đây mình mở được bao lâu rồi chị? 2 năm mấy hả? Dạ. Mà nhìn ngon ha, nhìn dễ thương xinh xinh ha. Thịt bằm. Nó có trứng nè, hành nè, thịt bằm nè. Cái gì nữa chị, tôm khô hả? Xúc xích. Nhìn nó giống bánh khọt miền Tây ha. Guốc, cái này là guốc nha cả nhà. Mà mình có ăn với nước chấm không chị hay là ăn không?
Mayonnaise, tương cà, tương ớt là một trong ba cái em chọn một cái hả chị? Chọn à, chung luôn à, dạ dạ. Wow, nhìn dễ thương mà nhìn hấp dẫn đó cả nhà. Đó, mình sẽ ăn với nước sốt mayonnaise nè, rồi tương cà, tương ớt. Ủa ơi, ngon quá. Nè, ngon lắm nè. Rồi nhìn cái lời cưng luôn á, thích ghê á. Ăn thử miếng. Đỏ lên cái lỗ mũi luôn. Người đẹp ăn cũng đẹp nữa. Dạ, người đẹp bản gì cũng đẹp á. Không đẹp thì dễ thương à. Dạ. Ngon không? Ngon hết rồi. Ngon. Chấm vô mấy đứa ơi. Đừng mua tiếp. Ngon ghê á. Mời đẹp. Vẫn là cái vị cay cay mặn mặn ngọt ngọt. Ngon, béo nữa, nó có thêm béo nữa. Thử phá lấu đi. Khoan để hỏi giá cái đã, rồi ta đang chơi. Phá lấu làm sao vậy ạ? Một chén 25 ngàn thôi hả? Giờ cho con một chén đi. Tại em đang chơi game á chị. Nó cho em có 200 ngàn mà nó bắt em ăn 10 món. Tại vì em đang chơi mini game nguyên đám, em kêu một cái cũng không sao đâu phải không chị? Không sao đâu ha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Mọi người ơi, chén phá lấu này là 25 ngàn nha. Bây giờ chị thử nha cả nhà. Nhìn nhìn, nhìn rất là ngon nha. Ừ, em cũng thấy ngon đó. Nếu có chị ở đó là chị lấy ngon lắm. Tao chưa hấp nước nữa mày. Không, em thử coi nó ngon không. Tao ăn rồi thôi, chứ đọc gì nữa. Nước rất là ngọt và rất là béo, ngon lắm chị. Ngon lắm. Tặng em đi kem. Rồi, tặng em đi kem cộng vô món đó nha, biên tập. Không, biên tập. Không có cộng. Thôi. Tặng đi chị, tặng đi chị, tặng đi chị. Ủa mới nghe nè, mình phải chơi là mỗi món một quán mình mới tính. Thôi. Thôi. Ủa nãy đâu nói, đâu có tính vậy đâu mày. Quán kia kêu 3 món. Chết rồi, nhật ơi, bà hại tôi. Hồi nãy quán kia kêu 3 món đó, sao em không nói? Tắt chị. Hồi nãy là tại vì không có em ra nghe, trời tức quá, tức rồi bây giờ thử hết thì đạt được quá dễ rồi. Dạ, cảm ơn chị. Vậy là mấy món rồi em, cam bơ là mấy món? Là 7 món rồi. 7 món rồi nha, trời thắng chắc. 7 món, 7 món 85 ngàn. Trời ơi. Wow. Rồi ngon quá, thôi. Thôi tin họ đi ăn tiếp. Chờ đi ăn, ăn ly cam bơ. Trời ơi, tặng luôn món này hả chị? Đừng là tặng món đó nữa. Ủa tặng luôn hả chị? Rồi vậy là 9 món nha, 9 món. Thôi nó nghe nghỉ chơi đi. Không chơi nữa. Không chơi nữa, không chơi nữa. Vậy đi ăn luôn được rồi. Chơi đứng khách mình đi đâu cũng tặng hết chứ. Dạ. Kem 87. À kem 87, à kem hiệu 87, tưởng đâu anh cho rồi anh tính 87 ngàn á. 8 ngàn. Tặng luôn. Vậy là Trinh ăn được 9 món mà tổng cộng là nhiêu tiền? 85 ngàn. Hiện tại là Trinh ăn đã 9 món. 9 ngàn. Mà 85 ngàn. Tổng cộng là nãy giờ mình được tặng 1, 2, đi. 3, 4, 4, 4 món Trinh được tặng. Món này là món gì ta? Món này là món gì anh? Rồi, về Trinh thử nha. À, thịt heo. À, thịt heo hả? Dạ. Heo. Giờ Trinh ăn thử nha. Rất là thơm nha. Ngon lắm mấy đứa. Ngon, nó kêu rồi. Thấy ngon, nó kêu quá đó. Ngon, nó kêu. Thử đi kêu. Ừ. Sao kêu? Ủa, ngon quá hả? Món này của anh hả? Ngon. Moving. Ủa, Kiều ơi, ngon quá Kiều ơi. Món này cũng ngon luôn. Họ ăn một dĩa là nhiêu ạ? Một cây như vậy là 15 ngàn nghe cả nhà. Trời, quá rẻ luôn á. Ngon quá. Ngon quá mấy quay ơi. Miếng giấy, miếng giấy đi. Trời ngon quá mọi người ơi. Phải ăn nha. Dạ cảm ơn chị. Đưa chuyện miếng hả chị chậm. Chị đẹp mà chị bán đồ ngon quá. Mà chị dễ thương nữa chứ. Mán cái thầu em đi rồi. À bây giờ em thử kem của anh nha. Hơi bị nhỏ nước. Như có sầu riêng phải không anh? Có sầu riêng nha. Ngon luôn nha. Thật ra là kem bơ này á, Trinh đã ăn cái Đà Lạt một lần rồi.
ở đây ngon hơn nè. Mày nhớ Đà Lạt thì lên đây ăn. Ừ, nào nhớ Đà Lạt lên đây ăn nha. Duyên dáng nha. Ừ. Ly vậy nhiêu anh? 35 ngàn. Trời ơi, 35 ngàn mà anh tặng phi cho luôn, dễ thương hết sức vậy. Camper sầu riêng quán 87, chợ Hồ Thị Kỷ nha. Trời ơi, hủ tiếu trộn anh Hùng 30 ngàn nữa kìa. Trời, hủ tiếu, cái... anh hủ tiếu ngon không? Ngay cái món ngon hủ tiếu mình thích nữa. Biết sao không mọi người? Một năm Trinh về quê có một lần là để ăn hủ tiếu trộn nha, và vì năm khỏe. Nếu mọi người có coi cái tập về quê đó. Ủa em ăn hủ tiếu nhà chị chưa? Cực ngon luôn. Ừ. Nên là nhìn thấy hủ tiếu trộn cái bằng suy nghĩ. Ngon quá. Ngon mọi người ơi. Trinh không nghĩ ở Sài Gòn lại có một cái chợ mà giá đồ ăn rẻ mà ngon tới mức độ vậy luôn á. Dạ rồi. Em đi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị nha, chị đẹp gái. Dạ. Cảm ơn anh nha, anh kem 87. Đâu, hình như á, con biên tập á, nó nói Trinh á, là vô đây phải ăn hai món cái gì xả xả đó. Thịt heo nướng xả. Thịt heo nướng xả với lại cái gì là chè Campuchia mà mới quất cái ly mới quất cái ly kem này rồi nên là ngán quá, chắc bỏ cái chè ra quá. Ở đâu? Nghỉ bán luôn. Rồi nghỉ bán rồi. Mọi người ơi, cái quán thịt heo xả xả gì đó. À, thịt heo nướng xả đó, nghỉ rồi. Bây giờ mình đi ăn bánh lăng. Dạ. Bây giờ mình ăn bánh lăng nha cả nhà. Bánh phồng này Thúy Kiều muốn mua về nhà. Ừ, để chị mua bánh phồng cái. Bánh này nữa, bánh phồng sữa nữa phải không? Dạ đúng rồi. Phồng nếp sữa. Ở dưới quê chị rất là thích ăn bánh phồng nếp sữa này nè cả nhà. Cái này là Thúy Kiều mua hay là chị mua? Chị cũng thích ăn luôn. Không, Thúy Kiều mua. Không, không được. Thúy Kiều mua. Thì Thúy Kiều mua. Thì là em mua. Ờ. Tao đâu quá. Rồi không mua dưới này thôi. Mua dưới đó à, cái đó. Tính à, tiền đi chị. Đưa cho nó cầm. 170. Trời. Nãy giờ ăn quá chị ăn luôn có 8 mấy ngàn, bữa này tới 170. Bảy giờ Trinh đâu có ngu. Tao đâu có ngu bị tụi mày gài. Bây giờ mình ăn món bánh lăng là món thứ 9 nha cả nhà. Chị ơi cho em bánh lăng. Một cái nhiêu vậy? 8 ngàn. Trời ơi. Một cái bánh lăng có 8 ngàn mà kia tôi ăn chi vậy? Một cái 16 ngàn được không? Không, im. Cái 32 ngàn. Một cái 32 ngàn. Em, tại vì em đang chơi thử thách đó chị. Nó cho em ăn 10 món mà chỉ có 200 ngàn thôi. Dạ. Nên là chị làm em cho em cái thôi chị. Ăn đây luôn hay đây? Dạ, cho em cái gì em cầm đây em ăn thôi ạ. À. Cho em ngồi đây được không ạ? Được. Chỉ có 8 ngàn thôi cả nhà. 8 ngàn một cái bánh lăng. Ở những chỗ khác cái bánh lăng nhiêu tiền? 12. Có 10 ngàn một cái. Trời ơi, đây quá rẻ luôn á. Tại sao cái chợ này lại bán rẻ vậy trời? Đây. Tại vì thường á bánh lăng ở nhà là Kiều cũng có làm cho Trinh ăn. Nên là bây giờ Trinh ăn thử coi em là ở đây với Kiều ai làm ngon hơn nha. Chị ghé cho em thử nữa nha. Chị cho em cái với chị hai cái đi. Hai cái chung hả? Ngon của mày nha. Ngon hơn. Ngon hơn của Thúy Kiều nha cả nhà nha. Ngon hơn. Có sữa anh còn. Cái nước chấm sô cô la nữa. Gì hả? À chứ không nói cà phê. Ủa sô cô la chúng phải còn phải sữa hả? Ủa sô cô la hả chị? Dạ không, cà phê với nước cốt dừa. À, nước cốt dừa, nước cốt dừa. Cà phê với nước cốt dừa mà ở đâu ra? Giờ ăn nhiều quá này tổng vô tiền của chị bò. Ta đâu có rảnh. Trước nãy giờ tặng quá mà. Dắt Thúy Kiều đi ăn mấy đây á, nó cũng học hỏi được vài cái với bộ. Từ nước chấm, cho tới mấy món nó cũng học hỏi được. Về nhà làm ở Trinh ăn, nếu không tiện đi ra đây ăn, đúng không? Ha ha ha, mình còn một món nữa thôi, mình thắng rồi, mình còn nhiêu tiền? À, nãy 85 cộng 8. Là 93. Phải không? 85 cộng 8. Trời ơi, 93 ngàn, mình còn tới 100 mấy lận. Còn tới 107 ngàn. 107 ngàn, trời ơi tụi mày. Thôi, tự đi ăn đi, không có thua rồi đó, tao thắng rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi ra đầu hẻm ăn lại cái món mà lúc nãy vừa quẹo vô là Trinh thích rồi. Mực với lại ốc bu. Đi, còn nhiêu tiền ăn hết luôn? Giờ còn 107 ngàn. Đây, bây giờ mình tới món mực. Món cuối cùng của ngày hôm nay, mực và ốc bu. Em đã trở lại với chị. Nãy giờ chị tưởng em đi luôn đúng không? Bây giờ em còn 100 ngàn, em muốn ăn hết ở cái quán này. Cho em mực với lại ốc. 100 ngàn nha chị. Dạ. Em còn 100 ngàn á. Trời ơi, nãy giờ đi được tặng không à chị, nên là không có bị hết tiền. Trinh còn 100 lẻ mấy ngàn? 107 ngàn. 107 ngàn, nhưng Trinh quyết định ăn 100 ngàn ở tại cái quán này. 7 ngàn đậu bắp. Rồi, 7 ngàn đậu bắp. Vậy em ra bàn em đợi nha chị. Dạ, ra bàn. Rồi. 110 đi ạ. Rồi, vậy là coi như mình thắng rồi, mình outro luôn đi cả nhà.
khúc này không tăng đâu chứ mớ gì trời đua rồi. Mọi người ơi, từ hồi nãy tới giờ là Trinh đã đi một vòng review tất cả món ăn vặt ở trong này cho mọi người. Trinh nghĩ là cũng chiếm được khoảng 70% rồi. Thì thật ra là món nào cũng ngon hết, mọi người nên thử một lần trong đời nha. Chắc là Trinh xin dừng video ở đây tại vì Trinh sẽ chuẩn bị ăn rồi. Nếu như mọi người thích cái series ăn vặt này á thì mọi người nhớ nhấn like cũng như là subscribe kênh YouTube của Trinh nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.